Hi, xin chào các bạn, quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Big Simon Reforged. Để ủng hộ mình làm tiếp, các bạn nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Thì trong tập trước chúng ta đã làm quen về những cái món vật phẩm mới mà mình đã tìm hiểu ở tính ra nó cũng không có mới đó các bạn ơi, nó là những cái món vật phẩm cũ lắm rồi mà mình không có chịu tìm hiểu đó các bạn à. Và mình cũng đã cho các bạn thấy được một cái vài dạng đặc biệt của Pokemon rồi nha. Mình gặp một trainer đó các bạn ơi. Mới vào gặp trainer luôn, sẵn tiện thì chắc mình sẽ luyện cấp cho mấy em Pokemon của mình luôn nha các bạn ơi. Aron ngon lành một em. Wow, đánh một phát mà con Ho-Oh của mình nó đã lên được cấp 89 luôn rồi nè. Ủa chắc nó sắp full kinh nghiệm rồi các bạn ơi. Rồi, chúng ta sẽ cố gắng luyện mấy em Pokemon này luôn nha, cho nó lên cấp 100 luôn các bạn à. Ủa, ông thợ mỏ này toàn là các cái Pokemon mà sống ở dưới lòng đất không à. Ui, toàn là Arun nè, Ravillor rồi các kiểu luôn nè. Ui, thêm một con Raihin nữa chứ. Để bây giờ mình Dynamax cái con Ho-Oh lên nha các bạn ơi. À, Dynamax lên nè. Wow, thành Ho-Oh siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Ui, rất là bự luôn. Nhưng mà nó vẫn không có bự bằng cái con Yveltal các bạn ơi. Rồi, không sao, chúng ta sẽ xử cái em Raihin này luôn nha. À, ngon lành canh đào luôn. Và trong rừng có một cái em Musiri kìa các bạn ơi. Cũng được nha. Thì chúng ta còn nhiều cái dạng đặc biệt khác của Pokemon nữa, như là cái em Minior nha các bạn ơi. Ôi, tập ngày hôm nay chắc mình sẽ đi bắt Minior coi. Đâu rồi, mình đã có được hai cái dạng của Minior rồi. Mình có bắt mấy em này ở dưới DN đó các bạn ơi. Minior, đây nè các bạn ơi. Đây, mình có được hai em rồi nha. Wow, và đây là một cái em Minior mà shiny luôn các bạn ơi. Wow, một em shiny và một em thường. Minior này á thì nó có hai dạng là Minior Core và Minior Meteor nha các bạn ơi. Minior mà Meteor thì là cái dạng thiên thạch đó, còn cái dạng Core là cái dạng nhân các bạn à. Ở đây hình như mình đã có hai cái dạng Core thì phải. Đây nè các bạn ơi. Đây là Meteor nè, thì nó sẽ màu như thế này nè các bạn ơi. Còn đây chính là những cái dạng Core của nó nè. Wow, chúng ta có khá là nhiều dạng luôn ha. Xịn xò phải trưởng luôn. Chắc tập ngày hôm nay mình sẽ đi xuống DN để mà bắt thêm mấy em Minior này coi. Đó. Đầu tiên thì mình sẽ đi qua DN một phát nha các bạn ơi. Đây rồi, đi xuống DN thôi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đi bắt Minior coi nè. Đó, cái bọn Minior thì nó ở dưới DN nhiều lắm. Ồ, ngon lành. Lâu lắm rồi mình chưa xuống lại DN thôi các bạn ơi. Minior. Đây rồi, chúng ta sẽ tìm nó thôi. Ồ, không biết ở đây còn không nữa. Ồ, đây rồi các bạn ơi. Chưa gì đã có một em xuất hiện rồi. Và đây chính là một em Minior, cái dạng Meteor nha các bạn ơi, dạng thiên thạch. Ồ, Minior thiên thạch, mình sẽ lượm em này luôn nha. À quên, chúng ta phải cất hết mấy em Minior vào trong cái đã. Mình sẽ tiến hành bắt cái em Minior này thật là nhanh thôi nha các bạn ơi. Ơi, mày đang mắc kẹt phải không? Bắt nó thôi các bạn à. Ồ, nó đã chuyển sang cái màu gì rồi nè. Ồ, màu mới rồi các bạn ơi. Chúng ta sẽ xài cái quả Whipball nha. Đây, xài Whipball thôi. Với tỷ lệ là 5 chấm. Ui, nhưng mà không thành công rồi. Chắc mình phải phone whip nó đi. Chúng ta sẽ phone whip nó một phát coi các bạn ơi. Ui, nó chưa còn một máu luôn kìa. Con này trâu vãi chưởng vậy. Phải phone whip một phát nữa các bạn ơi. Đó, như vậy nó mới chịu nè. Giờ thì xài luôn cái quả gì đây ta. Xài Dust Ball thử coi. Hy vọng là Dust Ball nó sẽ phát huy tác dụng trong cái lần bắt này nha các bạn. Ui, không được luôn rồi. Chuyển qua Summer Ball thử coi. Summer Ball. Không thì mình sẽ xài luôn Summer hoặc là Ultra Ball nha các bạn ơi. Và lần này thì thành công rồi đó các bạn ơi. Ôi, xa xa có thêm mấy em Minior nữa. Rất là nhiều luôn các bạn à. Hấp dẫn nha. Để mình bắt cái em Minior này coi. Một em cấp 28 nè. Mình đứng ở đây nguy hiểm quá. Rất là dễ để mà rớt xuống dưới đây luôn đó các bạn à. Ui, và ở trên DN đây thì nó có khá là nhiều Pokemon ha. Toàn là Pokemon hệ tâm linh với lại hệ bóng tối đâu không nè. Phone sweep phát nữa coi. Đó, cho nó còn một máu các bạn ơi. Giờ thì xài luôn cái quả Summer Ball đi ha. Cứ Summer Ball xài cho chắc đi. Đó. Ui, vẫn không được luôn. Ultra Ball thử. Tại vì lâu rồi mình cũng không có bắt bằng Ultra Ball. Wow, cũng không có tác dụng luôn. Cái em này có vẻ khó bắt quá vậy. Ui,
Một quả Tamabo nữa nhưng mà không thành công rồi các bạn à. Nó tự hủy rồi. Ui vãi chưởng à. Và đây mình đã có thêm được một dạng Minion nữa rồi các bạn ơi. Mấy em Minion này á, thì nó sẽ có 7 màu nha các bạn ơi. Ở cái dạng con á, thì nó sẽ có 7 màu. Còn cái dạng Meteor thì nó chỉ có một màu thôi. À, và nếu là Shiny thì nó sẽ có thêm một màu nữa đó. Ồ đây rồi, cấp 40. Ui cấp cao vãi chưởng à. Vẫn tiếp tục là Whitbon thôi. Có vẻ như là mấy em này á, bắt bằng Whitbon không có được các bạn ơi. Nó khá là cứng đầu đây. Đó mình nói mà. Phải Force Whip cho nó còn một máu cái đã. Ui nó tự hủy luôn rồi. Ui mấy con này nó nguy hiểm quá vậy. Ui đây chúng ta có được một con Hatena hả. Wow, một em Pokemon khá là xịn sò đây. Để mình kiểm tra coi cái em Minio này là cái dạng gì nha các bạn ơi. Ồ thế là Minio Shiny thì nó như thế nào. Đây, nó đã chuyển qua cái dạng thường rồi các bạn à. Mấy con Minio này á, nó sẽ tự động chuyển dạng khi mà máu của nó là dưới 50 nha các bạn ơi. Còn trên 50 thì nó vẫn là cái dạng thiên thạch thôi. Ồ, mình sẽ để lại. Đây là Minio thường nè. Minio thường mà là cái dạng Shiny luôn đó. Ui, trên đây có một em Minio cam. Wow, hấp dẫn. Màu cam mình chưa có nè. Sẵn tiện lượm cái em này luôn các bạn ơi. Wow, mới cấp 15 thôi. Hy vọng là lần này mình có thể bắt được nó. Wow, cũng không được luôn. Vậy thì chúng ta sẽ Force Whip đi. Đó, Force Whip. Máu của nó dưới 50 rồi nè. Thì nó sẽ tự động chuyển dạng thôi các bạn à. Tiếp tục mình sẽ xài cái quả Thunderbolt vậy. Và lần này có thành công không? Ấy, có vẻ như là lần này thành công rồi các bạn ơi. Và chúng ta đã có được một một em Minion màu khác các bạn ơi. Cái màu tím này mình có rồi phải không ta? Đây rồi, có hai màu tím rồi. Chúng mình sẽ cầm nó đi đánh nhau đi. Để cho nó chuyển sang cái màu khác đó các bạn ơi. Ồ. Đây, mình sẽ bô cái heal một phát nè. Và chúng ta lại lôi Minio ra thôi các bạn ơi. Ôi và đây rồi, chúng ta đã có được một em Minio màu hồng nữa các bạn ơi. Đây mình đã có thêm được một em Minio nữa rồi. Và này là Minio màu hồng. Minio hồng thì mình cũng đã có rồi. Thì Minio nó sẽ chuyển dạng khi mà máu của nó dưới 50% nha các bạn ơi. Dưới 50% thì nó sẽ chuyển sang cái dạng co này nha. Đó là những cái dạng mà có màu sắc nè. Và trên 50% thì nó lại giữ cái dạng là thiên thạch. Bây giờ thì mình sẽ cho cái em Minio của mình ra chọn đi. Đó. Wow, nó đã chuyển sang màu xanh lá rồi. Màu xanh lá thì mình chưa có các bạn ơi. Hên vãi. Rồi mình sẽ tiến hành cho nó vào trong đây thôi các bạn à. Đầu tiên thì mình bô cái heal cái coi. Đây rồi, thêm một em Minio nữa. Và đây là màu xanh lá. Khá là xịn sò luôn. Ủa sao nãy giờ nó không có xuất hiện thêm Minio nữa ta. À đây rồi, mới nhấc một phát nó đã chịu quay trở lại rồi nè. Ngon. Đây em này thì mình sẽ lượm nó luôn nè. Lượm bằng Whip Ball nha các bạn ơi. Và mình nghĩ là chắc nó cũng không có thành công nữa đâu. Nó cứng đầu phải chưởng ạ. Tại cấp nó 40 luôn mà, cấp nó cao đó các bạn à. Mấy con này phải Force Whip cho nó còn một máu đi. Rồi nó mới biết tay mình lận. Ồ, còn một máu rồi các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ xài cái quả gì đây? Tamabon vậy. Hy vọng em nó sẽ không có tự phát nổ các bạn ơi. Nó cứ tự phát nổ hoài. Nãy giờ mình đã mất hai con rồi. Ui mất thêm con nữa rồi nè. Đó mình nói mà. Con này nó nguy hiểm lắm á các bạn à. Hay là chúng ta sẽ phone whip một phát luôn coi. Đó, tại vì mình biết là cái Eminio này sẽ không có bắt được bằng Woodborne rồi. Mình qua Ultra Ball thử đi ha. Ultra và Tamer thôi. Hy vọng là nó sẽ không phát nổ. Ui hên quá các bạn ơi, nó không phát nổ rồi. Đấy, xài Tamer thôi. Xài quả Tamer thôi các bạn à. Và lần này ui, vẫn chưa thành công luôn. Ui hên quá cái em Minio này nó không có phát nổ mà nó đánh lại mình luôn nè. Em này thì không có nguy hiểm bằng mấy em hồi nãy các bạn à. Nhưng mà lần này ui vẫn chưa được luôn. Ủa sao con này khó bắt quá vậy ta. Samurai phát nữa coi nè các bạn ơi. Wow khá là nhiều Samurai luôn. Nhưng mà nó vẫn không có chịu vô các bạn à. Đây là một em Minio màu màu blue thì phải á các bạn ơi. Đấy. Chưa chịu vào luôn. Tốn khá là nhiều Tamon của tôi rồi đó.
không vào luôn các bạn ơi, nó đánh con Caesar của mình gần ngẫm của tỏi luôn rồi kìa. Mình sẽ đổi qua cái quả Bon khác đi, Ultra Bon nha các bạn ơi. Để coi, Ultra Bon. Ôi vẫn không khuất phục được cái em Minion này. Thôi Tama Bon phát nữa coi. Wow, Tama Bon như vậy mà nó vẫn không chịu vào các bạn ơi. Và lần này, đó, cuối cùng nó cũng đã chịu vào rồi nè. Một em Minion màu xanh dương hả? Màu xanh dương thì mình cũng chưa có luôn. Mình sẽ cất nó vào trong đây nha các bạn ơi. Chúng ta đã có được 4 màu rồi, còn 3 màu nữa các bạn à. Khá là hấp dẫn luôn. À, bây giờ thì đợi mấy em Minion nó spawn ra thôi nè. Ôi mình gặp được một em Pokemon mặt trăng nè, Lunar Stone. Nó cho mình Rock Incense hả? Đây rồi, lại thêm một em Minion khác rồi nè các bạn. Em này thì mình cũng sẽ nhanh chóng bắt nó thôi. Vẫn cấp 40, mấy con này cấp cao thiệt sự ạ. À. Không có con nào cấp thấp hơn hết ta. Đừng có phát nổ nha. Đừng có phát nổ với tôi đó. Đây, Tama Bon đi nè. Bắt một em thôi mà nãy giờ tốn khá là nhiều Tama Bon luôn rồi đó. Đây, em này cũng vậy nè các bạn ơi. Và nó không có chọn phương án là phát nổ, nó lại đánh mình tiếp. Khá hay luôn. Đánh tôi hả? Vậy thì tôi sẽ bắt luôn nha. Ủa hình như đây là Minion màu tím thì phải. Màu tím hình như mình chưa có đó các bạn ơi. Đó, ngon ngon ngon. Và ui, chưa thành công rồi. Khó bắt nha. Do tầm đâu đó 5 quả Tambon thì chắc có vẻ nó sẽ khuất phục mình đó các bạn ơi. Đây rồi. Đó, chúng ta lại bắt thêm một em nữa rồi. Minion, ôi màu này mình có rồi. Để mình kiểm tra lại coi nó còn màu nào nữa nha. Rồi mình bắt cho hết luôn đi. Bên đây chúng ta lại có thêm một em Minion khác nữa nè. Ngon lành, lượm em nó thôi bạn ơi. Lần này lại thử vận may bằng Whipball một phát nữa coi. Trời ơi, nãy có con Minion cấp 15 mà mình bắt không được luôn đó. Còn 40 này, úp, 40 thì bắt lại được. Trời ơi, cũng được ha. Đây, mình đã có thêm một con Minion nữa rồi. Và đây là Minion thường nha bạn ơi. Ô, cái con thường với con Shiny nó không khác gì nhau luôn á. Để mình đi câu máu mấy con Minion này cái đã. Ở bên đây có một con Rampa nè. Wow. Nhìn con này giống cái con cuốn quá các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiến hành cho cái con Rampa này câu máu Minion của mình coi. Đánh lại tôi đi. Đây rồi. À, màu xanh này mình có chưa ta? À, xanh này khác các bạn ơi. Xanh này mình chưa có. À, ngon lành luôn. 2, 4, 5. Rồi chúng ta đã có được 5 màu rồi các bạn ơi. Còn 2 màu nữa thôi. Bắt cho xong. Đây rồi, mình sẽ kiếm màu đỏ hoặc là màu vàng nha các bạn. Rồi đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Đâu rồi? Rampa này. Cái con này nó cần phải có thời gian để mà khởi động đó các bạn ơi. Ui đánh nó 3 hit rồi mà nó chưa chịu đánh lại luôn. 4 hit rồi đó. Chúng mình sẽ xài những cái chiêu mà không gây sát thương nha. Ui ui. Đánh chết queo luôn rồi. Gì ghê vậy? Bên kia có một con Minion khác cơ bạn ơi. Mình sợ nó biến mất lắm. Nên là cứ lụm nó trước rồi tính tiếp nha các bạn ơi. Wow, cấp 33 luôn. Đây lần này mình xài thử Whipball nữa coi. Hên quá. Hồi nãy nó có chịu vô Whipball các bạn à. Và ui em này cũng vô luôn. Ui đã vậy. Ôi bên đây lại có thêm một con Rampa khác nữa các bạn ơi. Không phải, à nó khác cái con hồi nãy, con này cái thước bự hơn nè. Con này thì mới cấp 35 thôi. Để mình đi cà khịa cho nó đánh mình mất máu coi. Đó, mất nửa cây rồi. Cái em này thì mình có rồi. Mình sẽ cần kiếm một con ngon Minion khác nha các bạn ơi. Một con màu cam hoặc là một con màu vàng gì đó thì mới được đó các bạn à. Ôi, đánh mình ít máu quá. Không sao, mình có mấy cái chiêu mà không có gây sát thương được á. Á, con này mình có chưa? Ờ, con này mình cũng có luôn rồi. Rồi, chưa phải màu cam và màu vàng rồi. Chúng ta lại tiếp tục đánh cho nó chuyển dạng đi đó các bạn ơi. Và còn khác thôi các bạn à. Phải màu vàng với màu cam mới được. À, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Màu vàng đây rồi các bạn à. Ngon lành. Chúng ta lại có thêm một em Minion khác màu nữa nè. Đó, màu vàng. Rồi, và còn một con màu cam nữa. Mình sẽ kiếm một con màu cam và một con thường nha các bạn ơi. Cứ cho mấy con Pokemon này nó đánh cho mình mất 50% máu đi rồi tính tiếp nha. Ui đây rồi các bạn ơi, cuối cùng cũng đã có được màu cam rồi nè. Rồi và mình đã có được đủ hết mấy cái dạng Minchio Core luôn rồi nha.
Chúng ta có được 2, 4, 6, 7 màu các bạn ơi. Và mình còn một cái con miner. Đây là dạng shiny các bạn ơi. Chắc bây giờ mình sẽ bắt thêm một con miner thường nữa để cho nó đủ một bộ luôn nha. Đó, và thế là chúng ta sẽ xong miner trong tập ngày hôm nay luôn. À, và mấy cái em Pokemon cầu vồng đó các bạn ơi, nó đã được cập nhật rồi. Chúng ta có thể có được cái cánh cầu vồng khi mà bắt Ho-Oh nhớ bạn ơi, với tỷ lệ là 5% đó. Ui, nó cũng khá là hiếm đó nha. Với cái cánh cầu vồng đó thì chúng ta có thể chuyển cái dạng cho mấy em Ho-Oh nè, Rabidash, Ponyta hoặc là Skarmory được nhớ bạn ơi. Nhưng mà nó chỉ có 5% được giữ bởi Ho-Oh thôi. Nói chung thì cũng không có hay cho lắm đó các bạn à. Ôi chết, quên, mình phải full sweep cho nó còn một máu coi. Để nó full máu về không được. Rồi, lụm nó luôn bằng Samoan coi nè. Em Minia cuối cùng trong tập ngày hôm nay chứ. Làm một phát. Hết hồn, mình tưởng nó tự phát nổ nó chết queo luôn á chứ. Đây, lại tiếp tục nè. Và lần này thì yes, thành công liền. Đó, ngon lành. Mình sẽ công. Ồ, quên mất. Mình phải vô cái hiệu cái coi. Đó, để cho nó trở về cái dạng thường đó các bạn ơi. Chúng ta phải quăng nó ra như thế này nè. Rồi, bấm ring thôi. Bấm ring là nó sẽ tự động trở về cái dạng bình thường thôi nhớ các bạn ơi. Không được thì chúng ta sẽ end battle. Đó. Và đây rồi. À, cái màu nó khác nhau hả? Và thế là chúng ta đã xong được Minior rồi nhớ các bạn ơi. Minior đã hoàn thành. Chắc bây giờ mình cũng sẽ trở về nhà thôi luôn các bạn à. Mình đã xong về các cái dạng đặc biệt của Minio rồi nha các bạn ơi. Chúng ta có được 7 cái màu của Minio Core. Và mình có được hai cái dạng của Minio dạng thiên thạch nè. Đó, một em là Shiny và một em là thường nha. À, và tiếp theo thì chúng ta sẽ có được mấy em đó chính là Sinistea và Poltergeist nha các bạn ơi. Những con này nó cũng có những cái dạng đặc biệt nhưng mà nó sẽ không có thay đổi hình dáng Pokemon. Đó, nó sẽ có dạng đặc biệt đó chính là cái dạng dởm và cái dạng cổ đại nha các bạn ơi. Đó, nói chung là đồ dởm và đồ cổ đó. Mình ở đây mình có được hai con Poltergeist nhưng mà mình không biết con nào là dởm con nào là cổ cả. Đó, cái này thì chúng ta sẽ không có cái cách nào để mà kiểm tra được trừ cái cách là chích ra nha các bạn ơi. Đó, chích thì chúng ta mới kiểm tra được thôi nha. Thôi bây giờ mình sẽ cất ba game này vô thôi nha. Bây giờ thì đến với những game Pokemon mà nó có các cái dạng đặc biệt khác nhưng mà nó chỉ duy trì ở trong cái trận đấu thôi các bạn ơi. Đó chính là SQ là một nè. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có được cái con là Morpeko nha các bạn. Và để mình sẽ cho các bạn coi cái cách tụi nó biến đổi như thế nào nha. Ủa, mình tưởng là một trainer chứ, đang mừng hụt à. Thôi, mình sẽ cho nó biến đổi thôi nè. Đầu tiên thì mình sẽ chuyển qua cái con Morpeko đi. Ui, con này nó mới cấp 5 thôi hả? Mình sợ bị đánh chết, biết ngay mà. Mình sẽ chuyển qua SQ thôi nha các bạn ơi. Đây nè. Mình sẽ tiến hành Tackle nó đi ha. Ui, nó đánh mình chưa gây sát thương nữa. Khi mà mình bị chịu một cái sát thương nào đó thì con SQ này nó sẽ bắt đầu chuyển dạng nha các bạn ơi. Nó có hai dạng đó chính là Noise Form và Ice Face Form nha các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang ở cái dạng Ice Face Form rồi nè. Chúng ta sẽ tiến hành Tackle nó đi. Cho nó đánh lại mình chứ. Ui, nãy giờ mình chưa bị một cái sát thương nào luôn. Vãi chưởng hả? Ủa, cái con này nó không có gây sát thương cho mình rồi. À đây rồi các bạn ơi. Khi mà mình bị chịu một cái đòn sát thương vật lý á thì mình sẽ chuyển qua cái dạng này nha các bạn ơi. Đây chính là cái dạng Noise Form nè. Ồ, và cái đầu của nó sẽ nhỏ hơn nha. Nhìn nó gọn hơn rồi các bạn ơi. Ồ, ngon lành nha. Và để mà nó chuyển sang cái dạng Ice Face Form thì chúng ta phải dùng cái chiêu đó chính là chiêu heo nha các bạn ơi. Nhưng mà mình không có học cái chiêu đó rồi. Ui, con này đánh mình vãi chưởng hả? Lâu vậy. Power Snow nó một phát nè. Trời ơi, đánh mình nãy giờ mà chưa xin nhê luôn các bạn ơi. Cho nó lên đường luôn nha. Dảnh cửu tỏi luôn rồi. À, ngon lành. Đây, đây chính là cái chiêu heo nha các bạn ơi. Nó là cái TM07 hả? Ok, mình sẽ tiến hành tìm nó luôn nha các bạn ơi. TM07. Ui, biết tìm bao giờ nó mới ra đây ta. À đây đây các bạn ơi, đúng chiêu heo luôn rồi nè. Ui, vãi chưởng ạ. Đây rồi, sẵn tiện thì mình sẽ học cho em SQ này thôi. Ơ, sao mình không có thể học cái chiêu heo cho SQ được ta? Để mình coi thử cái con này khi nào nó sẽ có được cái chiêu này nha các bạn ơi. À, khi cái con SQ nó đạt cấp 42 thì nó sẽ có được cái chiêu heo này nha. Ờ, hay là mình phải học cái chiêu heo mà dạng Galarian ta? Galarian là TM35 phải không?
Ui bên đây có một con Zigzagoon nè, để mình lại cho Morbico ra một lần nữa coi. Bên kia có một con Bonita nhưng mà chỉ là Bonita thường thôi các bạn ơi. Đấy Zigzagoon. Ây da. Mình sẽ tiến hành cho nó đánh một mình một phát coi. Con Morbico này máu nó hơi ít quá. Đây rồi. Đó, nó đã chuyển sang cái dạng nữa các bạn ơi. Đây là cái dạng Henry của nó nha các bạn ơi. Oh, nó sẽ là cái dạng màu tím này nè. Ngon lành. Đó, chúng ta đã có thêm một cái dạng mới nữa rồi. Nhưng mà cái dạng này nó chỉ có duy trì trong trận đấu thôi. Đi ra ngoài trận đấu thì nó sẽ không có còn nữa đâu nha các bạn ơi. Mình sẽ lại đánh nó một phát nữa coi. Ô sao nó lại chuyển qua cái dạng thường rồi ta. À khi mà gây sát thương á thì nó sẽ tiến hành chuyển qua cái dạng này lại. Tại vì cái con Morbico này á, nó có một cái ability cho phép cái con Morbico nó sẽ chuyển dạng đó các bạn ơi. Cũng khá là hay ha. Thôi để mình chuyển sang cái MSQ đi. Đây, đây là dạng Alpha Firm nè. Chúng ta sẽ cố gắng để mà nhận một cái đòn tấn công vật lý để cho nó chuyển sang dạng Noi Firm mới được. Ủa, nó vẫn không có đánh mình mất máu luôn. Vãi cái chưởng. Con này Power Snow nó các bạn ơi. Con này nó không chịu tấn công vật lý với mình nè. Vãi. Đây rồi. Và cuối cùng chúng ta cũng đã chuyển sang cái dạng Noi Firm rồi nha các bạn ơi. Ngon. Ice Wing nắm một phát. Trời ơi đánh nãy giờ lâu phải chữ luôn đó. Và thế là chúng ta đã có được một dạng đặc biệt của Morbico và một dạng đặc biệt khác của SQ rồi nha các bạn ơi. Ui để mình lên đây mình thách đấu cái ông tiến sĩ cái đã. Tiến sĩ cấp 68 luôn. Wow. Pokemon cổ đại nữa các bạn ơi. Amado. Ui ngon lành. Ui lên cấp quá chừng quá đất luôn. À thêm một con Magnezone nữa. Bị cháy chết nha. Ui tiếp theo lại là một em Pokemon cổ đại khác nữa nè các bạn ơi. Ui Morbico mình nó đã lên cấp nè. Ngon chưa. Đây là Graniados nha. Để mình Dynamax lên một phát coi. Ui Dynamax phát cái ông tiến sĩ ông chảnh củ tỏi rồi. Vãi à. Mình tưởng ông sẽ duy trì được lâu hơn một xíu nữa chứ. Nhưng mà không. Rồi và luyện cấp một xíu thôi mà Morbico với lại SQ nó đã lên cấp rồi nè. Khá là xịn sò chúng ta luôn. À rồi giờ mình sẽ cất Morbico và SQ vào thôi các bạn ơi. À và còn một cái em Pokemon nữa. Nó cũng có các cái dạng đặc biệt trong cái trận đấu luôn. Đó chính là Mimikyu nha các bạn ơi. Nhưng mà cái con này á, cái dạng đặc biệt của nó chỉ duy trì ở trong trận thôi. Đây mình sẽ cho các bạn cùng coi. Đây nó sẽ có những cái dạng đặc biệt như thế này. Nhìn nó không có khác gì cái dạng thường đó các bạn ơi. Đó nhìn màu của nó nè. Y chang dạng thường luôn. Đâu có khác gì đâu. Nhưng mà trong trận thì nó sẽ chuyển sang cái dạng đó đó. Ui là một con Bonita nữa kìa. Để mình qua mình đánh thử Bonita coi. Wow chỉ là Bonita thường thôi. Hai con luôn. Ngon vãi. Đó chúng ta sẽ chuyển dạng. Hình như chuyển dạng nó cũng vậy các bạn ơi. Không có thấy gì hết trơn à. Tại vì mấy cái dạng của nó y chang nhau á. Rồi mình sẽ tuyển cái em Bonita này lên đường luôn nha. Một phát nữa thôi. À dành cụ tỏ luôn rồi. Ui toàn là Bonita thường thôi. Nãy giờ thì mình đang cố đi tìm những cái dạng đặc biệt khác của Pokemon. Nhưng mà nó rất là hiếm để mà xuất hiện đó các bạn ơi. Nên là chắc mình nghĩ là mình sẽ tạm dừng cái series Bismon Reforged tại đây. Cho tới khi nó có cái bản cập nhật mới nhất nha các bạn ơi. Còn mấy cái dạng đặc biệt này thì chắc chúng ta sẽ để sau vậy. Ui bên đây chúng ta có được một ông Officerman kìa. Đó chứ những cái dạng đặc biệt này á, nếu mà chúng ta tìm thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian luôn. Mình đã tìm trong vòng mấy tiếng luôn rồi nhưng mà cái tỷ lệ xuất hiện nó quá thấp đó các bạn à. Thôi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này cũng như là series này trong suốt thời gian qua. Nhớ để lại cho mình một like, một nút đăng ký kênh và ấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất mỗi khi mình ra video nha. Và mình nghĩ là series này sẽ tạm dừng tại đây thôi. Khi nào mà nó có bản cập nhật mới thì chúng ta sẽ chính thức quay trở lại nha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm về những cái series khác thôi các bạn ơi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.